sẽ mua một vị tướng mới ra mắt trong Liên Quân. À không, mà là một bộ trang phục mới ra mắt trong Liên Quân, đó chính là Natalia quả quái quỷ. Trời ơi, quá đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, và trang bị cũng như là cách lên đồ thì mình sẽ show cho anh em ngay sau đây. Đây chính là Natalia quả quái quỷ, đẹp tuyệt vời. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu danh với bộ trang phục vô cùng tuyệt đẹp này. Và đây nó chính là bộ trang phục quà quái quỷ của Natalia nhân cái dịp Giáng sinh. Và trước khi đến với trận đấu với bộ trang phục vô cùng tuyệt vời như thế này thì mình xin phép được điểm qua đội hình của hai team trước khi trận đấu bắt đầu. Thì bên phía team của đội mình gồm có những vị tướng như sau: Alice, Joker, Slim, Malok và mình sẽ cầm Natalia. Và bên phía team của đội bạn có Oma, Luka, Violet, Artic và Van Helsing. Rồi thì mình nghe nói là cái bộ trang phục Natalia quả quái quỷ này nó sẽ thay đổi cả skin của Natalia, tức là các bạn sẽ có một cái lượng mới với bộ skin của Natalia. Vì vậy là mình rất là kiểu như là rất là hào hứng với cái bộ trang phục này, bởi vì là rất ít cái bộ trang phục có thể thay đổi cái skill của một vị tướng. Đây là Natalia quả quái quỷ trong game. Rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Và phải nói là Natalia cũng là một trong những vị tướng mà phải nói là rất là nhiều trang phục trong cái game Liên Quân Mobile này. Rồi. Nào, chúng ta cùng đến với trận đấu của Natalia. Để xem là cô nàng cu đổ. Ôi, nó đẹp, phải gọi là vãi tinh hồn luôn. Đẹp quá. Trời động. Ui giời ơi, đúng là quá là đáng đồng tiền phát gạo anh em ạ. Trời ơi, đẹp quá. Holy shit. Rồi vào đây xem có thanh niên nào gọi là dám cả gan vào đây cái ép rừng của tôi không. Thanh niên nào mà vào đây cái ép rừng cái là tôi xác định luôn. Về học toán tập xác định luôn. Ui giời ơi, sợ kim một. Tôi nghĩ là các bạn nên mua cái bộ trang phục này ngay lập tức. Ui giời ơi, nhìn đẹp quá, thần linh ơi. Này Natalia, phải gọi là lỗi, không phải gọi là lỗi khiếp sợ nữa rồi. Đây phải gọi là Natalia, gọi là bất ngờ chưa. Rồi. Chạy đi đâu? Chạy vào nồi. Vâng, chiến công đầu dành cho Natalia. Rồi, nhìn thấy tôi tốt nhất là nên nằm xuống và đừng có gọi là chống cự làm cái gì cả, bởi vì chống cự, mọi chống cự đều là vô ích. Úi giời ơi, phải nói là Natalia chưa bao giờ là một vị tướng gọi là fan chậm, luôn luôn là một trong những vị tướng mà fan rất nhanh anh em ạ. Tẩy đường rất tốt, đẹp nhà rất là ok. Có Natalia để công nhà quá khó luôn. Đấy, mình chia sẻ thật, và chia sẻ thật lòng. Thì mình không hiểu sao là gần đây là anh em lại ghét cái vị tướng Lata này đến như vậy. Với mình, Latalia luôn luôn là một sự lựa chọn rất hoàn hảo. Mình là mình, cứ tướng nào anh em ghét thì mình lại chơi. Thì là y đít anh em mới đầu ra bảo ôi dồi ôi, cái thằng giả này nó phế vãi đời. Nhưng mình lại chơi và mình thấy nó rất là mạnh. Và mình cảm thấy là Elite cũng là một vị pháp sư rất tốt luôn. Nói chung là với mình không có bao giờ có vị tướng nào
team của Natalia với cái bộ trang phục quà quái quỷ này nó rất là đẹp luôn anh em ạ. Mình rất là hài lòng. Mình vô cùng hài lòng. Rồi,
luôn, ăn kinh công luôn. Ghê vậy. Thôi được rồi, để tôi ra đây trông. Thằng nào.